Sang bếp Bình Chánh chào cả nhà nha. Hôm nay thấy cái mương này nè cả nhà. Có cá lòng tông nó hợp nha cả nhà. Mương này. Mùa tay lưới lòng tông. Người đang kiếm cá về kho tiêu ăn cả nhà ơi. Để giờ gần cái dính quay cho. Rồi giờ xuống tay lưới lòng tông nha cả nhà. Cái tay lưới thứ hai này cả nhà, cái chặt cá rô nó quặn quá, đang phai cái chặt cá rô này cả nhà. Giờ đi gỡ cá cả nhà, dính thấy không? Ở dưới dính mạnh giờ từng lưới luôn. Gỡ nổi. Con lưới cả nhà ơi. Giờ lại xét xét rồi đây. Vậy sao gỡ nổi. Vũ cả nhà. Cái mai cả nhà.
Trắng đất luôn rồi nha, thấy đã không cả nhà, vũ tay lưới này ra nha cả nhà, còn nữa như giờ vũ ra bắt trước cả nhà, bây giờ đầu lụm vô cả nhà, giờ đầu vũ ra lụm cá vậy nha cả nhà, lụm vậy, chung cái này gỡ không nổi cả nhà, nó bỏ vô đây có cái bịch đá nè cho nó tươi, về ăn nó không bị bể bụng nha cả nhà. Nãy mình vũ xuống nãy tay ngay cả nhà đang ngồi chờ lòng tông dính thôi cả nhà, dính tay này nó là cuốn lên luôn cả nhà, chứ nhiều đó cũng đủ ăn rồi, mà thấy mê quá ăn thêm tay nữa nha cả nhà, cá gì dính vào đây quặn bự quá cả nhà, đây mình có dăng tay lưới cá rô nữa nè, ủa cá lóc nè cả nhà, ủa dính cá lóc luôn trời, cá à, dính cá lóc nè. Dính vô cùng luôn. Bắt cá lóc cả nhà. Cái này cá cứng với cá lóc nữa. Rồi con cá cứng rồi cả nhà. Đây. Cái này cũng có lấy nữa cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Nãy bị dướng lưới. Nãy nãy quá trời luôn nha cả nhà. Thank you.
Mày lưới ra cá rô nha cả nhà, cuốn lên luôn đi chịu về cả nhà, hàm cả nhà nhé, đi xếp rồi quá trời luôn nha cả nhà, nhiều lắm cá chứ cả ký cả nhà. Trắng giả luôn nha cả nhà, tay lưới còn chúng ta nhiều dữ lắm, đang vũ nha cả nhà, vũ quá tài luôn ạ. Đó, thành quả hôm nay cả nhà, chung chắc cũng cả ký mấy cá trắng nha cả nhà. Yeah, cá rô chúng bỏ xuống đây nó hơi đất nha cả nhà. Đó, cá trắng quá tài luôn nha cả nhà. Mà về kho tiêu ăn cơm ở nhà. Đó, thành quả hai tay lưới thôi nha cả nhà. Đó, cá trắng thì đã không cả nhà, nhìn thấy mê không? Đó, trắng cá rô cái sạch dằn hai tay cả nhà. Cái này bắt đầu về mình lặt bụng kho tiêu ăn cơm nha cả nhà. Đấy, dằn dưới cái mương này nè cả nhà. Rồi thôi xong bắt mình tránh cũng chào cả nhà nha, hẹn cả nhà lại clip sau. Bây giờ về cả nhà cũng chiều rồi, trời tối thui tối mò cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha.